Rồi em xin chào quý anh chị cô bác luôn. Hôm nay lên sóng tiếp tục cơm tôm ngày 8 tháng 10 năm 2023 nha anh chị chủ nhật nha. Rồi số 21517. Đó. 42726. Đó, 17935. À 86144. À 90259. 21541. 33097. 38672 73090 04881 55308 69463 rồi 38679 69460 90256 86141 à 17932 42723 rồi tiếp tục 55305 rồi đó đài cơm tôm và tới đài Quế nha chị, đài Quế ba sắp à chủ nhật ngày 8 tháng 10 luôn. Rồi 97130 Quế nha anh chị. 10949. À 20 tạ hết nha anh chị. 0095. Đây là 20 tạ hết nha anh chị. Đó, rồi đây 60 tạ. Rồi rất là nhanh anh chị. Rồi thì cũng như thường lệ em bán ở đây quốc lộ 24B. Đó, anh chị ngồi mấy em mua ủng hộ kênh bán với số kiếm gỗ. À, chúc cho anh chị may mắn phát lộc phát tài. Em thấy ở Sài Gòn trúng 7 tờ, các anh đi trúng 7 tờ, các anh đi chung trúng 2 tờ, 9 tờ vừa rồi thì em cũng rất là vui vẻ, phải không? Thấy cũng rất là hôm đó thì em hàng ngày em bói đều để lại vài tờ nha anh chị. Đó. Anh chị có nhu cầu mua số đến đây mua khu vực này, anh chị lấy số trước giờ 5:20 còn tốt nha anh chị. Cứ giờ 20 còn tốt, anh chị lấy số sớm. Còn lấy số sớm thì cái đó thì đó tại anh chị em giữ giùm cho anh chị thôi. Rồi. Rồi cảm ơn quý vị anh chị đã yêu mấy mà ủng hộ em trong thời gian bón với số, từ ngày bón với số hôm nay được cũng 2-3 tháng rồi. Rồi. Chúc cho anh chị may mắn phát lộc của tài. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem video bón với số của em. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha. Em bón quốc lộ 24B Tịnh Nam, Hồng Bình, Tịnh Nam, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi nha anh chị. Ở dân miền Trung bón với số ngày bón với số cũng đơn giản thôi anh chị, làm cái bòn dài rồi bón thôi. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha. Bón hơi lấn chiếm lần lề đường xíu nha anh chị, ở quê nó chưa có bác đô thị trật tự bác ngoài đường nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị đã xem video của em nha. Rồi.